Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em mới vừa về một chiếc xe Kia Spectra với số tiền chỉ có 58 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời tất cả anh chị cô chú cùng theo em review về chiếc xe 58 triệu đồng này, coi em nó có những gì nhé. Vâng, xin mời. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cho đánh bát và dọn sạch sẽ nguyên con xe này cho cô chú anh chị với số tiền chỉ là 58 triệu đồng mà thôi. Nước sơn con xe này thì mới vừa đi nhẹ lại một lớp bát thì đồng sơn si con xe này thì anh chị không thể gì mà chê, không thể gì bằng cãi được nha quý anh chị nha. Đó, Kia Spectra, sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm full xăng điện tử, dung tích xi lanh là 1.6. Đăng kiểm thì năm sau chúng mình mới gặp lại nhau, tới tháng 1 năm 2025 nha anh chị nha. Xe này thì sang tên ký rút ok, hồ sơ đều được. Đây, nước sơn bề ngoài thì anh chị thấy nói chung không lộng lẫy, không len keng, không len speng đâu nha anh chị. Nói chung sạch sẽ thôi. Với tầm tiền là 58 triệu đồng là một sự lựa chọn cho quý anh chị thích sở hữu chiếc xe này, lấy về trải nghiệm thay thế một con xe Honda che nắng che mưa. Nhìn con xe này bạn chứ rất là liền, rất là chắc nha anh chị nha. Nên anh chị thấy không? Vâng nè, cản kiếp của em nó nè, nó rất là liền luôn. Nó xe mới đánh bát sơ nha anh chị nha, chứ không có sơn nha. Đó, xe này thì nước sơn là nước sơn lô chứ không phải là nước sơn zin đâu nha anh chị. Xe này thì cũng được sơn đi sơn lại rồi chứ không còn nước sơn zin đâu. Đây, keo chỉ nè anh chị thấy không? À, vẫn còn ha. À, lem nhem có chỗ mất chỗ còn. Đây, tắp bi tắp lô nè. Xe này được 4 cái tắp bi cửa rất chi là đẹp luôn quý anh chị. Vâng, nổi nhìn phát rét luôn chị. 4 cái tắp bi nỉ. Nội thất ở bên trong con xe này thì không thể gì chê và không thể gì bằng cãi em. Nó rất xinh xắn, rất xịn sò, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây, nhìn thấy không? Nè, nội thất quá đẹp luôn. Em nó sở hữu một lớp ghế màu nâu anh chị ha. Đẹp, hết 4 ghế luôn. Trần bọng thì được trần 6D. Sàn bọng thì được có tấm lớp chống trơn trượt. Đây, mặt bằng thờ nè anh chị ha. Ngon lành cành đào không? Đó, kèo cột trụ A, trụ B rất liền lạc. Ê, cửa nẻo đông rất là khít. Xe thì cũng đã được dán phim cách nhiệt lên về che mưa. Đây. Nội thất con xe này anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi, không phải làm gì cả đâu. Là 4 cái tắp bi cửa nè anh chị nè, nhìn nè, đẹp không anh chị? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, 4 cái tắp bi này rất chi là ok luôn. Xe này 4 cặp mâm ga lăng đúc, rin của theo xe, vỏ bánh thì em nó trung đồng thì nó còn cũng được coi như là 50-60%. Cản kiết rất là liền lạc anh chị thấy không? Bình bọng nè. Nói chung con này nước sơn thì sơn lô chứ không phải sơn zin. Mà nhân sơn thì cái nước sơn nhìn em nó cũng còn khá chi là bắt mắt. Ở đằng sau thiết kế nguyên cái dàn đuôi của em nó thì có lên một cái lipo nha anh chị nha. Ở một cái lipo, một camera lùi và một cái đuôi cá, bảng số đặt bảng số ở Bình Định. Đây, đèn bọng đằng sau rất sáng. Ở trên thì chơi thêm một cái này gọi đó giống như cái hỏa tiễn, cái vây cá mập anh chị ha. Ai, anh chị thấy không? Rất liền, rất lạc luôn nè, vậy thôi, rất đẹp. Rồi, đến cho anh chị hệ thống dàn cánh cửa bên sau tài. Đó, xe này được 4 cánh cửa tài rất là ok nha anh chị nha. Nè, anh chị thấy không? Không thể gì chơi được, 4 cái pin này. Đó, kèo cột nè, đi lên đi xuống nè, rất chi là sạch sẽ luôn. Đó, cửa nào đóng rất là khít. Bên này là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nào quý anh chị. Đây, cánh cửa tài, 4 tắp bi, rất ok luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, kèo cột trụ A trụ B. Thì trước sự màn hình quý anh chị thấy nè, những nút đinh tán nè, những cái đường vân kẽ hở cái chỉ của em nó rất là liền lạc, thì những dấu hiệu này nói lên xe mình không có bị đâm vô trụ nha chị nha. Kèo cột và không có đâm vô ha. Trong quá trình sử dụng va quẹt cản đầu cản đích thì không thể nào tránh khỏi được rồi. Đây. Như ha, thập kỳ chân lên đi xuống nè. Ok chưa? Đây là hai cái ghế này, là hai cái ghế chỉnh anh chị ha. Chỉnh cao, chỉnh thấp đây. Bước vào hệ thống bên trong. Con xe này hệ thống khoang lái thì cái vô lăng nè anh chị thấy đẹp không, vân nổi nè, 1, 2, 3, 4 thiết kế kiểu 4 chấu logo Kia, mặt bàn thờ rất là sáng anh chị ha. Xe này có hỗ trợ thêm một dàn màn hình Android 9 inch lên Facebook, lướt web, nhạc dập YouTube các kiểu, con đà điệu. Rồi em test luôn cho anh chị xem ha. Này là camera hành trình, côn số thì nhẹ nhàng nha quý anh chị. Này, nổ máy test luôn cho anh chị xem ha. À, camera lùi nè anh chị, một cái camera lùi. Rồi trên này thì cái camera hành trình anh chị ha, camera hành trình thì hướng dẫn là báo làn báo sóng các kiểu, con là điện anh chị ha, báo tốc độ cho anh chị luôn đó, ghi lại cuộc lộ hành trình của mình luôn.
chị thấy không, rất nét. Rồi anh chị thích nghe nhạc thì nhạc dập sập sình các kiểu, con đà điểm. Xe này máy lạnh sâu như Đà Lạt, những cái lọc lạnh anh chị thấy không, những cái lưới lạnh em nó rất là rinh, rất là liền lạc, không có bị gãy luôn, rất đẹp anh chị. Gương là gương chỉnh điện nha anh chị nha, hai gương hậu là chỉnh bằng điện luôn. Cái này mình gạt qua trái nè, mình bấm lên bấm xuống anh chị ha, em nó đang hoạt động rất là trơn tru, trái phải ok. Bên này thì em nó có hai cái loa tép nữa, nhìn cũng rất là hay. Có kính thì kính bấm đó. Nói chung là con xe này mọi chức năng thì anh chị khỏi suy nghĩ, lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Nó gặt mưa gặt nắng nè, rất chi là trơn tru, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con này đi. Rồi bây giờ mời anh chị cô chú cùng theo em đến với hệ thống khoang máy của em nó như thế nào. Đây, máy móc thì anh chị đang nghe tiếng máy đang nổ, nổ rất êm nha anh chị nha. Đó, đèn bọng rất là sáng. Em cũng mới vừa đánh là bộ đèn, bữa bộ đèn lấy nó xấu lắm chị, nó không có đẹp được như bây giờ đâu. Lớp bát cũng mới đánh sơ qua rồi, giờ anh chị lấy về việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Đây, với hệ thống khoang máy dung tích xi lanh là 1.6, thì con xe này là full xăng điện tử, thì em nó ăn xăng là 7-8 lít trên 100 cây số nha chị nha. Máy hiện tại thì đang nổ rất là êm, rất là thì thầm luôn. Máy móc thì anh chị khỏi suy nghĩ, rất khô ráo và sạch sẽ. Đây nhìn thấy quá đẹp luôn, vú bò nè, keo chỉ nè, căng nét đang đẹp luôn, ok chưa quý anh chị? Đó nè, hai đường lường đó anh chị thấy không, dàn viết nè, két bọng đồ là mới luôn nha anh chị nha. Két này chủ trước người ta ông mới vừa thay nè anh chị thấy không, đang còn mấy ken xe ben luôn đó. Anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi, không phải làm gì đâu. Xe này thì em cũng mới vừa cho đánh bát sơ lại. Rồi bây giờ đến cho anh chị hệ thống dàn khoang gầm và khoang cốp của em nó, thì em xin phép kết thúc cái video này luôn. Đây là hệ thống dàn gầm của em nó. Với gầm bè con xe này thì trước sự màn hình anh chị thấy nè, rất ok. Đây, gầm em nó vàng ươm luôn. Đó, anh chị thấy cái đường ba đời sau không, mà đứng chỉ nó còn bấm nè. Thì cái này gọi là cái chất zin của em nó nha anh chị nha. Đó, hai cây lường mà kinh tán còn bấm theo nhà sản xuất luôn, là cái chất zin nó còn. Tuy rằng là em nó nước lớp nó hạ sơn lô thôi anh chị ha, nói chung xe cũ là phải chấp nhận. Còn mà kêu sơn zin thì những dòng này thì bây giờ sót lại trên thị trường cũng còn hiếm, nhưng phải gọi là phải kiếm xe cọp anh chị ha. Xe cọp thì cái số tiền nó lại giá cao. Còn con xe này thì em bán cho anh chị chỉ có là 58 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu xe này. Đây, ba màn hình luôn anh chị, hai đằng sau có thêm hai cái màn hình gối ở đằng sau nữa nha anh chị nha, rất chi ok. Với một hệ thống dàn khoang cốp ở đằng sau này thì rất là rộng rãi cho một cuộc hành trình đi du lịch xa, tha hồ cho quý anh chị cô chú mình lấy về mình đựng đồ lặt vặt cũng ngon lành. Rất rộng anh chị nha, khoang cốp rất rộng, cốp này rất sạch sẽ. Đây anh chị thấy nè, ở đằng sau nó không mục mọt luôn à, chị thấy không, quá đẹp luôn. Năm mâm là mâm rin của em nó luôn. Đây, bánh sô cô là mâm rin luôn. Khoang cốp nhìn ghi anh chị, đẹp không? Đó, sạch sẽ chỗ này tha hồ anh chị đựng nè. Một hai cái vali lớn luôn là vô thoải mái, và một ít đồ lặt vặt ha. Cốp kiếc nè, nhìn không? Tem zin vẫn còn. Rất là đẹp. Đó, với số tiền là 58 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú nào thiện chí lấy chiếc xe Kia Sportage sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn, tay lái trợ lực. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Xe này gia hạn đăng kiểm lại là 1 năm nha anh chị nha. Đó, anh chị nào thiện chí muốn lấy về trải nghiệm thì xin vui lòng alo với em Duy qua số điện thoại đó là 0 7968 22220 để hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên của chú chị đến với kênh của em, thì của chú chị xin vui lòng nhớ đăng ký kênh, xác góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.